Được, cái trận này nó hài quá trời hài luôn. Trận đầu tiên nên là má cười đau bụng luôn. Bên kia nó cay tôi quá trời cay, tôi ưỡn cái bụng nghẹt tem gà quá. Tôi ăn gồng với ba con các thứ cho nó không đem cái lượng thua. Và nhìn KDA đủ hiểu rồi, đang chán không nó đạt tiêu chuẩn rồi. Video này đạt tiêu chuẩn rồi, chán quá. Thôi. Chơi nữa. Đánh con này hồi Leo hết đấu rồi. Ngon, bắn cọc sống đã luôn. Trời ơi, game cộng dữ dằn quá ta. Cộng nhiều nha. Cộng nhiều nha, hít rồi nha. Tôi đánh trên PC con này ghê hơn nhiều. Đây không phải khoe khoang mà nó hẳn là tính ra là mobile mình chơi con này gà quá. Rồi đi cảm ứng rồi các bạn ơi. Đi cảm ứng rồi, bị điên quá. Quay ăn máy bị điên các bạn ơi. Đi cảm ứng rồi. Nè nè, góc nè, các bạn nhìn góc nè. Cái tròn tròn này nè. Đó nó sẽ bay nó lúc đó rồi. Đó, hai bên luôn. Nóng rồi nó vậy các bạn ơi. Bên kia nó có rất là nhiều cái mặt lợi thế để tôi phân tích nhé. Đầu tiên là cái con Soraka, rồi máy bị liệt cảm ứng rồi, tùm lum điên rồi, để luôn cho khán giả thấy là nó liệt cảm ứng nó nặng như thế nào. Nào thôi mình tắt video quay lại các bạn ơi, nó bị gì rồi. Đây hóa game vô lại luôn rồi. Em bạn có rất là nhiều vị tướng bá mà vô tay người có kỹ năng thì có thể là cái trận này đã win rồi. Nó CC nè, CC thì nó cũng nhiều lắm, hai cái chói còn bị câm lặng nữa, không có xài skill, không có xài gì nữa trơn. Đó pha nãy tôi bị á, bị chói nè. Con Z nữa. Ủa? Ủa con Soda được. Cười rồi. Bị gì vậy ta? Bình thường tải này xong là sâu đam được mà. Thôi không sâu đam được các bạn ơi, mình chịu rồi. Cũng không sâu được cái này luôn. Chắc thêm vô lại. Mà hết chơi tao chịu à. Bắt buộc là phải coi được cái trận đó tôi gây được nhiêu đam. Đánh như thế mà phải xem đam nó như nào chứ. Hàm Mundo nó tăng, với lại giao đoạn đầu nó chưa có chiêu cuối các bạn, dễ chơi. Mình cứ dồn thằng Mundo giai đoạn đầu.
giai đoạn về sau thì nó lên trái tim mà thì sẽ hơi rắc rối á. Thằng này nó không lên khiên băng. Thôi nói chung thằng này nó mắc nhiều cái lỗi sai lầm, nó kệ đi. Win rồi bạn. Win mà còn có video nữa là quá ngon rồi, không có đòi hỏi, không có nói gì nhiều. Mình mới hóa game vô lại, cố gắng lắm rồi nhưng mà không có xem được đam các bạn ạ. Được 2 video luôn ấy, tính ngay trận này nữa là được 2 video luôn, là lời đấy. Nhưng mà thua cho tem, chịu. Từ để tải cái này xong rồi đã. Vô trận nó hiện không hạo có hứa cho nó chất. Tính ngay trận đó tôi bật biểu cảm nhiều lắm á. Chắc hơn 10 lần, 20 lần không biết luôn. Cỡ đó. Tôi không có tân bốc mà tôi nói hẳn có sao nó vậy. Tính ra clip cũng dài rồi nhưng mà có cái gì tôi chia sẻ hết. Tôi không có im lặng làm gì, mình là người chịu thiệt thòi, mình phải nói hẳn. Sống thì phải công bằng. Mà đời này làm gì có chuyện công bằng. Thôi. Trái ngược quá ha. Có sao tôi nói vậy thôi. Rồi chuẩn bị xuống nó nấu ăn phụ mẹ rồi. Giờ vô làm video nè. Mong là hiện không hào bảy rồi các thứ rồi đó. Whoa.